Em sao Nhi? Có đói bụng đúng không? Đây, anh có chuẩn bị sẵn cơm cho em. Cắm cái muỗng luôn nè. Đó, ăn đi, anh biết là bà bầu hay đói mà. Dẹp đi! Trời, đừng muốn gái vô dịch á, ăn gì mà nói. Thôi mà, nhà mình làm gì có tiền, thì em gái ăn đỡ đi. Không có tiền, anh dám đi hải sản nha. Thôi, nhà nào anh cũng nói á, nói ghen một phát chén hả? Anh không ngán, tôi cũng ngán chứ. Từ từ đi, anh với anh cố gắng từng ngày mà. Anh làm đủ thứ chuyện đó, em thấy hả? Chuyện hả? Nhà nào cũng đi làm lo câu, làm hả, bán cà phê lề đường, làm như đó hả? Không đủ tiền nhà đóng tiền điện, tiền nước nữa, lấy tiền đâu mua thịt bò, mua hải sản nhở cho tôi ăn, rồi lấy gì có chất dinh dưỡng nuôi nó? Bỏ ra luôn cho rồi. Nói gì vậy? Em nói bỏ con em mà em nghe được hả? Đó là con em đó. Sao? Chứ giờ đẻ nó ra, nó có người cha nghèo kiết xác như anh, nó chắc nó vui lắm, nó hãnh diện với mọi người lắm. Em im đi. Làm bơ đừng có suy nghĩ nó được không? Sống vậy thất đức lắm. Thất đức gì? Không có gì mà thất đức hết trơn á. Để nó ra hả? Để nó sống nghèo khổ hả? Còn ăn tội hơn nữa. Anh cấm em không được suy nghĩ đó nha. Vậy em nghe cái suy nghĩ đó. Em còn vậy nữa thì mình chia tay đi. Cấm hết đi. Kết thúc hả? Tôi cũng mong là kết thúc luôn cho rồi. Trời quán tự nhiên mưa gió đồ qua đi. Em tính qua mệt quản lý với mọi người đi đám cưới của mình, chứ không mời thì kỳ lắm luôn á. Anh à, hay là anh cho anh chờ em xíu đi, em gọi điện cho mẹ em cái lời vô. Mẹ đi. Em nói với anh đi học thêm, đi làm thêm. Ở đi với thằng đó hả? Em lừa gạt anh. Nếu anh biết rồi á thì tôi cũng nói thẳng luôn, anh ấy là chồng sắp cưới của tôi đó. Chồng sắp cưới. Vậy còn anh thì sao? Anh là gì của em? Từ giờ trở đi anh là một người dân. Người dân? Em cần tiền đúng không? Được rồi Nhi, anh sẽ cố gắng làm nhiều tiền hơn, anh sẽ đi làm nhiều hơn để lo cho em, được không? Anh thôi đi, lúc nào anh cũng nói câu đó hết trơn á. Tôi thấy anh bao nhiêu năm rồi, có ngày nào mà anh không nói câu cố gắng không? Nhưng mà anh nhìn lại đi, anh cố gắng được bao nhiêu? Anh lo được cho tôi được bao nhiêu? Anh đi làm cố gắng từng ngày em thấy không? Cố gắng? Cái sự cố gắng của anh không nuôi được bản thân anh nữa. Để lấy cái gì mà anh nuôi tôi? Tôi có bầu, tôi thèm ăn hải sản, anh có nuôi được cho tôi không? Anh nuôi tôi còn không được nữa thì lấy cái gì mà nuôi gia đình tôi hả? Còn con của anh thì sao? Còn con của anh thì sao? Nó cần có một người cha. Em hiểu không? Con, tôi quên nói với anh, con của anh tôi bỏ nó rồi. Bỏ nó rồi? Em đang nói giỡn với anh đúng không Nhi? Em đang nói giỡn với anh đúng không? Con anh vẫn còn ở đây đúng không? Anh tỉnh táo lại đi, anh nghe cho kỹ nè. Con của anh tôi bỏ nó rồi. Còn anh, từ giờ trở đi hả, cũng không còn là của tôi nữa. Mà nếu như sau này tôi có con á thì nó cũng không bao giờ là con của anh. Đang nói cái gì vậy Nhi? Em đang nói cái gì vậy? Anh sẽ làm nhiều tiền để lo cho em và con mà. Vậy với anh đi. Nhi, vậy anh đi. Muốn tiền đúng không? Anh không cần tiền. Anh cần em và con. Anh cần em và con. Cần thôi. Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi. Cả bầu trời dưới nghiêng trôi theo màu nước mắt. Ngày giông bão đi qua, vô tình mang hạt nắng.
điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương. Anh có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần, liệu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy. Làm ơn hãy buông tay, xin trả lại mọi thứ. Về nhà má tôi, sống ở nhà tôi sống hết nổi rồi. Làm cái gì má anh cũng không vừa lòng á. Rồi chém má anh cũng chơi, giặt đồ má anh cũng không vừa. Quét nhà lau nhà một ngày 80 lần luôn má anh cũng vẫn chê là bụi. Tôi là con dâu, chứ phải con ở đâu. Còn anh á, mỗi lần má anh chửi tôi á thì anh làm gì hả? Anh câm như hến vậy á. Già rồi có tính vừa phải rồi chứ, không có ai mà sống nổi. Còn anh nữa, anh đang quen con hồ ly nào hả? Anh đừng tưởng tôi không biết nha. Sẵn đây nói luôn, đang quen hồ ly đó rồi sao? Nói cho mà biết, cưới cô về không phải là thương đâu. Mà để cô đẻ cho tôi để tôi lấy cái nhà này, hiểu chưa? Cô rẻ lắm cô biết không? Cô rẻ như con điếm vậy. Mà bây giờ cưới về mà đẻ không được thì làm gì giờ? Đồ á mà xài không được thì vứt, biết chưa? Trước khi á, mà muốn người ta không biết chuyện gì, giấu cho kỹ vô. Lần phá thai gần đây của cô đã ảnh hưởng đến tận sinh môn, tử cung thấp, nó cũng dễ sảy thai, cho nên cô phải điều trị lâu dài. Nhưng tôi cũng không chắc chắn được điều gì. Anh Vĩnh, anh nghe em nói nè, đúng là em đẻ không được, nhưng mà em hứa là từ giờ trở đi em sẽ ngoan, em sẽ là một con dâu ngoan, em sẽ ở nhà em làm hết việc nhà luôn. Được không? Nói em nghe, phải chi mà từ đầu em ngoan như vậy thì anh cho làm ô xin nhà, hiểu không? Ô xin á nó còn sướng hơn cuộc sống em hồi xưa. Hồi xưa là gì? Con bồi bàn. Đừng có lên mặt ở đây với anh, bây giờ thì xong hết rồi. Thấy cái cảnh này quen không? Hồi xưa đối xử với một bồ cũ thì sao thì giờ nó vậy, tôi biết hết á, hiểu chưa? Đi. Ủa má. Má, giờ này con đứng đây làm gì vậy? Má coi đi. Sao? Bây giờ con muốn đi lắm phải không? Cũng được, cứ để cho nó đi đi con. Con đừng có giữ lại. Cái thứ đàn bà như cô á, chỉ có việc á, ăn rồi dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chồng, sanh cho chồng một đứa con, vậy mà cô cũng không làm được nữa. Cô ở trong nhà tôi làm cái gì? Má, nghe con nói nè má, con biết là con sai rồi, con không đúng. Tha lỗi cho con đi, con hứa là con ở nhà con sẽ làm hết việc nhà luôn, con sẽ như một con ở vậy, con sẽ ngoan mà. Má, đừng có... Thôi, nói hỏi cô nè, bây giờ á cô vô nhà tôi để làm cái gì? Cô nói thiệt đi, cô về hám tiền của nhà tôi đúng không? Chứ thật ra tôi thấy á, cô cũng đâu có thương yêu gì thằng con tôi đâu. Đó, bằng chứng nè, bây giờ cô bỏ đi. Cô nói thiệt với cô, tôi muốn cho cô đi từ lâu lắm rồi kìa, nhưng mà tôi giữ cô lại tại vì cái tình thôi. Nhưng bây giờ tự ý cô muốn đi thì cô cứ việc đi. Mà cái ngày con nhỏ đi mà. Thôi đây nè, tôi có cháu nội rồi đây nè. Khi nãy á má đưa bé My đi bác sĩ á, bác sĩ siêu âm á nói là con trai đó con. Thầy không á? Ừ, con trai thiệt hả? Nói quá vậy, cô nghe chưa, người ta không phải vô dụng như cô vậy đâu. Cô đi đi, bây giờ tôi không có sẵn tiền ở đây. Sáng mai á, tôi sẽ cho người đem tiền đến cho cô. Cô tìm cách mà sinh sống và đi luôn, đừng bao giờ trở về nhà tôi nữa, nghe chưa? Đồ cái thứ vô dụng. Về con.
mà anh giải đi ăn nha. Nhiều lúc hả? Con bỏ nó luôn cho rồi. Nói gì vậy? Em nói bỏ con em mà em nghe được hả? Đó là con em đó. Con anh vẫn còn ở đây đúng không? Anh tỉnh táo lại đi. Anh nghe cho kỹ nè. Con của anh, tôi bỏ